Harigon, nàng ma nữ nhí nhảnh nhất phim trường. Harigon gây thiện cảm bằng sự đáng yêu tự nhiên tại phim trường 49 ngày 2. Sau khi công khai hình ảnh văng ra khỏi xe ô tô của Harigon trong trailer mới, nhà sản xuất 49 ngày 2 tiếp tục đã tung ra đoạn clip hậu trường nhí nhố của cô nàng. Harigon xuất thân là ca sĩ và lấn sân sang điện ảnh khi tham gia bộ phim Chàng trai năm ấy. Sau đó cô góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhau, trong đó có 49 ngày nhưng chỉ là vai phụ. Sang 49 ngày 2, cặp đôi ngồi câu cá đáng yêu Ngô Kiến Huy và Harigon trở thành trung tâm của câu chuyện và hứa hẹn sẽ mang lại những tràng cười cho người xem. Trong đoạn clip dài 2 phút, Harigon đã thể hiện rất nhiều sắc thái khác nhau của nhân vật. Đôi lúc cô trở nên đáng sợ và cực kỳ rùng rợn khi dọa ma người khác, nhưng nhiều khi lại vô cùng lãng mạn và đáng yêu khi nghĩ tới bạn trai của mình. Harigon vô cùng đáng sợ khi nhét người khác đúng nghĩa ma nữ chính hiệu. Không những thế, nhân vật của Harigon cũng có những phút giây u buồn vì mất trí nhớ cũng như thời gian níu kéo dương gian càng ngày ngắn dần. Nhưng đặc biệt vẫn nhất là sự nhí nhảnh và nghịch phá dễ thương đúng với bản chất của cô nàng. Bên cạnh đó, sự tương tác của cô và bạn diễn Ngô Kiến Huy khá tốt, hứa hẹn mang lại tiếng cười cho khán giả. Harigon cũng chia sẻ, nói đến Harry, khán giả thường nghĩ đến một cô gái Hàn Quốc biết hát một chút, nhảy một chút, diễn hài và chỉ đến khi 49 ngày 2 sắp ra mắt tới đây, Harry tin chắc khán giả sẽ không thất vọng. Ngoài đời, Harry rất sợ ma, sợ bóng tối, nhưng để vào vai diễn này, Harry phải nhờ các anh chị lớn hỗ trợ và góp ý cho mình rất nhiều về diễn xuất. Để tạo cảm giác chân thật, Harry từng ra ngoài ô thành phố vào ban đêm, không một bóng người, để cảm nhận sự lạnh lẽo, rùng rợn và tập thoại cùng với trợ lý. Phim 49 ngày 2 dự kiến khởi chiếu ngày 17 tháng 2.